Đó. Cái này mới lạ đó. Ở đâu có lương thực vậy hả? Có phải lương thực của chúng ta không? Không phải lương thực của chúng ta. Ta đâu có bán hộp nào cho họ đâu. 500 ngàn dạ lương thực của chúng ta bán chịu cho quân đội đó. Biết đâu chừng nó bị chuyển tới Địch Gia rồi. Không phải đâu. Chính mắt tôi đã nhìn thấy họ kéo vào trong doanh trại. Tôi mới về mà. Sơn Kỳ. Hả? Ta đã nói với kho rượu của quân đội cho người đi học cất rượu. Sau khi tới lò rượu, nhất định phải điều tra xem có địch bính ở đó không. Sẵn đó điều tra xem quân đội có phải đã chuyển lương thực cho Địch Gia hay không. Nghĩ tới quân danh là con sợ quá rồi. Con tới lò rượu của Địch Gia để mà điều tra có được hay không. Không được. Con phải tới quân danh trước rồi mới tới Địch Gia sau. Ý dạ, làm con ông sao mà khó quá trời à. Thiểu tử tồi. Ngươi tưởng ta là sự quý đường hay sao? Ta cho ngươi biết, nếu ngươi không làm việc đàng hoàng tử tế cho ta, cha nuôi ta sẽ giết chết con nuôi đó. Hả? Các người đã từ chỗ mà trong công mang về 500 ngàn giả lương thực, chuyển tay vào hết cho Địch Gia. Lần này chắc chắn hả? Là con gà thiến kia tức tức chết đó. Hay quá đi. Hay chỗ nào? Đối phó với lão gà thiến, bây giờ hắn lại phái con gà con tới đây. Gà con gì đây hả? Chính là con rể của ông Sơn Kỵ đó. Bạch công công nhất định sắp xếp cho ăn tới lò rượu chúng ta để mà học nấu rượu. Hắn không phải tới học nấu rượu đâu, là tới điều tra giáo quyết định bính của mình đó. Nói dám. Nếu như nó dám tới hại giáo quyết và định bính thì ta sẽ thiến nó luôn. Ông thiến ai chứ, nó là con rể của ông mà. Ông thiến nó rồi con gái ông chịu không? Đúng như vậy. Tôi nghĩ hay là gì? Nếu hắn tới đây thì tôi sẽ trốn ra ngoài. Tôi biết rõ con người của Sơn Kỵ, hắn ta không có kiên nhẫn. Hơn nữa, hắn không phải là người chịu khó học cất rượu. Ô tướng quân, hay là ông kêu Hạ Diệp mỗi ngày kiếm chuyện với hắn ta. Tôi nghĩ là vài bữa thì hắn sẽ bỏ đi mà. Ô đầu nghe rõ chưa? Kêu con gái của ông ngày nào mà cũng kiếm chuyện với nó, tối ngày cái này này nọ nọ. Nếu như để nó gây sự trong lò rượu của chúng ta, ta không tha cho nhà ngươi đâu. Được, yên tâm đi. Tôi kêu Hạ Diệp dứt khoát với nó. Kêu nó đi liền. Thì ông nói bậy nói bạ nữa rồi. Như vậy là đủ để chứng minh Địch Gia quý trong quân đội của chúng ta đó. Hơn nữa nha, thà phá một căn chùa cũng không cắt đứt một duyên nợ. Người ta yêu cho tới chết thì sống lại, tại sao bắt người ta chia tài chứ? Chỉ cần kêu cô ấy làm khó dễ với nó là được rồi. Thank you.
Ta chuyển lương thực tới địch gia, tôi sợ Bạch công công trước sau gì cũng biết được. Chúng ta cần phải tìm đối sách. Địch gia quý, đừng lo lắng gì hết. Có đối sách gì nói đi. Ứng phó cuộc chiến này cần có nhiều rượu. Hoàng binh đành phải nhờ kho rượu để trống của địch gia phụ giúp cất rượu. Đó là một cái cớ. Nhưng mà ta chỉ sợ Bạch công công không có tình. Nếu như đối phương có thể đưa ra thỏa hiệp cung cấp rượu để rồi đình chiến, như vậy tốt nhất. Hay để tôi đi kiếm công chúa Ngô Nhân Hoa coi cổ nghĩ gì. Thôi đi, đừng có đi nữa nha. Như vậy là tự chuốc lấy phiền phước rồi. Như vậy nha, dùng cái kế sách lúc nãy chúng ta suy nghĩ, đối phó với lại con gà thiến Bạch công công trước rồi tính sao nha. Đánh, nhất định phải đánh. Đúng, tôi đã nói rồi phải đánh mà. Đánh, chỉ biết đánh mà thôi. Tôi hỏi các người, mục đích của chiến lần này của các người là cái gì? Để họ khai phát cửa ải, thông thư đôi bên, để chúng ta được lương thực, giải dốc và rượu. Phải rồi, đánh họ có thể cho chúng ta những cái đó hay không? Cái đó, cô nói ngang nói ngược như vậy, tôi không biết ý cô là như thế nào nữa. Thực ra, ta không phải thật là muốn đánh đâu. Ta chẳng qua chỉ giận nói vậy mà thôi, họ lại ứng chiến. Nếu như ta không đánh, bọn chúng còn tưởng ta sợ bọn chúng nữa. Cha, tại sao không chịu tìm cách khác để cho cha hả giận? Ngoài đánh ra chúng ta còn biện pháp gì? Hạ chiến thư với bọn chúng. Hạ chiến thư cuối cùng vẫn phải đánh. Người biết cái gì chứ? Ý của ta định nói gửi chiến thư cho Hách Hải, kêu hắn trao những gì chúng ta cần thiết. Nếu như hắn đồng ý, tức là sợ chúng ta. Vậy cha có thể hả giận được rồi. Con gái của cha nói đúng lắm. Con nghĩ xem, cha trước tiên đòi cái gì với họ đây? Cha uống cái gì? Rượu đó. Hồi lễ họ trao cho cha. Nam Dương Tủ thật sự là ngon lắm. Cha nghe nói ở chỗ của họ còn có loại rượu ngon khác, uống còn ngon hơn. Địch tửu. Phải. Hơn nữa, đó là ngự tửu dâng lên cho hoàng cung. Đâu có bằng cái loại sơn tự tửu cô ông chủ Vạn Thắng mang tới cho chúng ta. Tôi nói các người không hiểu thiệt đó. Loại rượu gắt như vậy ở trong nơi địa không có ai uống, Vạn đại gia bán không ai mua, cho nên mới đẩy cho chúng ta. Vậy mà còn tưởng là đồ tốt à? Đúng, con gái của cha nói đúng lắm đó. Nam Dương Tửu ngon hơn là sơn tự tửu nhiều. Phải, cái loại rượu đó mới xứng đáng cho những quý tộc chúng ta uống. Phải, hạ chiến thôi cho chúng, để cho bọn chúng mỗi tháng trao cho chúng ta 500.000 tỉnh rượu ngon. Nếu bằng không, ta sẽ đánh bọn chúng tơi bời. Được lắm, lập tức hạ chiến thư. Thanh Nhi. Sơn Kỵ, anh tới đây làm gì? Cha của anh đã qua đời rồi, để lại một lọ rượu thật lớn,
Sơn Tự Tổ không thể nào biến mất như vậy, nên anh muốn tìm ảnh của anh để mà học cất rượu đó. Hey, Sơn Kỷ. Mười. Em làm gì vậy? Sợ gì đi? Em còn tưởng anh còn muốn đánh em nữa chứ. Đánh em làm gì đi? Nè, em có thể nghĩ tới cái thời tuổi nghiệp của Sơn già. Anh mừng giùm cho em đó. Anh mừng thiệt hả? Tuy là anh hận cha của mình, nhưng mà anh đây cũng là con nhà họ Sơn mà. Em còn tưởng anh muốn chết giả tại Địch gia nữa chứ. Địch gia có ơn với mình, dù anh chết giả Địch gia cũng là đương nhiên. Nếu em có thể kế thừa tổ nghiệp tại Sơn gia, chị có thể hoàn tất tấm lòng của anh đối với mẹ của mình đó. Anh đồng ý dạy cho em hả? Đương nhiên anh đồng ý rồi. Sơn Kỵ, ráng học cất rượu đi để kế thừa tổ nghiệp của Sơn gia. Cảm ơn đại ca. Nè, các người không phải có lương thực hay sao? Tại sao bắt đầu cất rượu rồi? Hỉ, hỏi thăm làm gì? Không gì, không gì hết. Sơn Kỵ, thuê phụ của anh cất rượu đi. Anh dạy cho em đi. Xin lỗi nha. Ê già, không được không được. Giá quý Địch Bính à, ta đã suy đi nghĩ lại, vì muốn ứng phó chiến sự để rồi cho lò rượu của Địch gia cất rượu cho chúng ta, nhưng lý do đó không ứng phó Bạch Công Công. Nè Địch Bính, cái việc đi tìm Ngô Văn Hoa lo xong chưa? Tôi kêu Niệm Kiều đi rồi, nhưng mà cô chưa về tới nên không biết phải làm sao. Chuyện này không thể giao cho Niệm Kiều đi được đâu. Cô nương kia lên tiếng rồi giết nó, không biết đâu chừng á bây giờ đã giết chết cô ta rồi. Tướng quân, chuyện là như vậy. Báo. Tướng quân, tiểu thư họ Niệm xin gặp.